hai ba con đó. Hai ba chỗ này. Rồi. Nút chào cả nhà. Hôm nay Nút xịt vuông cải tạo ao nha cả nhà. Ao này thì mới bắt hồi sáng. Cái chơi ác lắm. Mình tìm là nó không đó. Kìa kìa. Đó. Cá lóc. Cá chê luôn. Chê nữa. Rồi. À. Chê xịt nó nằm lên tim mà khó thấy lắm. Rồi, vô bầy cá chê rồi. Tôm. Giáo. Lóc. Mấy con cá nãy đó. Cá từ mò nãy đó. Dễ gì hết. Bà con gì thấy ghê trời. Con gì đâu trong cái vạc á. Con vớt thử tướng gì lên tìm con ủng đây tới. Đi chân giờ bỏ chỗ này nè. Ừ đó đó, ừ đó đó. Hồi sáng hồi trên chục ký cá trời. Trên chục ký. Trên chục ký cá đủ mẹ nó lụm nó bắt. Cá bự bự không. Bây giờ bắt cá bự lớn đó được rồi. Cái gì vậy? Nó bắt cá bự hết rồi. À chỗ tìm ra tôi thấy được. Cái tìm đó. Ừ cái đó đó. Gờ gờ đi coi nhẹ nhẹ thôi. Con đã chết rồi đó. Ngày đó ngày xuống luôn đó. Rồi nhẹ nhẹ lụm ra. Đục đục. Trời trời cá cát kìa. Cá cát. Quá hay, quá hay. Còn hết hồn cá cát đó rồi. Cá cát đó mà được cả 100 kg ha. Gạo không? Trời trời trời. Lụm đi. Nó đâu có bóp đâu sợ. Cá lóc phổ. Bự không? Sao cái này ba con nó dữ vậy trời? Con gì? Con gì đó tính nó bỏ vợ cái đây khui vợ chân đó. Cá chê đúng không? Bị xỉu. Đó, nước gì mới đục ngầu trời. Chụp lóc. Thấy rõ con nó bự luôn đó. Nằm như khúc củi ở dưới đó. Củi đó. Giờ có tôm đậu má không tôm lại luôn rồi. Không có tôm đâu thừa lóc à. Má đợt này bắt 200-300 kg tôm nó đậu mẹ nó cái lóc ăn hết rồi. Thừa lóc ăn hết rồi đó. Ốc đỉnh đường này coi kìa. Quá. Vì để có cái chổng là có chê nhiều á. Lên tim ổn ổn ra. Đó, 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 lóc. Lóc bự rồi. Một dính luôn. Dục binh binh nè. Con nó có 400 g hơn 400 g. Hai con.
thấy hai con không? Thấy hai con không, bắt lên ba con nè. Một con đó đâu? Con đó thúi lên sống rồi. Đục mà à. Chê. Cái chê làm dùng là biết rồi. Nó là ổ con mé đó. Ổ tròn vo hả? Ổ tròn vo hả? Ừ. Nó làm ổ kiếp ở trong luôn. Cái vợt em đủ má thú dây gì, cái gì ở đây ta? Nó bị đứt khúc à. Cái con gì á? Làm như một dây á. Con đó chắc cỡ 700g, 700g. Quá im, hai anh bên đây đang đổ lú. Ngước mặt lên. Này là đổ lú thẻ nha cả nhà. Bao Thanh Thiên đang đổ lú thẻ. Hổm gà anh sổ được 75kg thẻ rồi. Anh trên xuồng là anh xem. Trời ơi cả nhà thấy không? Bị Bảo Đen Thiên vô thẻ hay lắm cả nhà ơi. Có nhiều đâu? Có nhiều đâu? Được nó con làm giống. Đó. Chết rồi. Tim ổn ổn đó. Tới kia con đó kìa. Mày hả? Ở đây. Chân này, ừ chân đây nè. Mò lại thấy rồi. Cái chè tráng giờ thấy ngon ha. À chè này nấu ăn chua ha. Cái tráng thấy ngon ha. Trời ơi trời ơi chạy kìa. Má chạy trước rồi. Nước gì dắt này mà đủ mẹ nó còn đục bầu trời. Ờ ngày sinh. Mới đục. Đục đây. Chuối gì mà đây nè, chết thằng này nè. Ừ đó đó. Không chạy tới đó là tìm cái ủng đó mà cái chê nó vẫn hơi bột bột rồi đó. Mấy kilo cái chê đấy hết đó đó. Cái chê bự bự không? Cái anh mình nuôi cái chê gì không đó. Hay quá anh ơi. Nuôi cái chê cái lóc gì không á? Không có tôm mà đổ thừa nó hả? Có tôm đổ thừa cái lóc ăn là chứ thằng nào cũng đổ thừa. Ủa cái chạy lên bờ luôn kìa. Quýu. Ủa mẹ bé không có tôm. Không có tôm mà đổ thừa. Ủa mẹ cái lóc ăn hết trơn rồi. Không tôm đổ thừa cái lóc ăn chứ nữa đường nào. Tôm nhắn còn tôm nha. Lóc bự bự không nhìn đã. Chè mò đó, mò cho nhẹ thôi. Lóc. Này mò nguy hiểm lắm đó.
con chừng cái lóc mà lớn lớn lên chốc chân. Là xuống đó thôi. À, lớn lớn. Cái lóc bự đi cái chân này. Nó bự qua đây nè. Lúc có lóc bự nữa mà, cái lóc bự đi hết đất. Đó, mò lên cá ngát cá dãy không nữa. Cái chè có cái kỳ, có cái ngạnh ở trên này. Lóc. Má chị này qua cái chuyện giờ thấy nó sầu. Tại em bơm cao đó, tại em bơm hoài đó thì nước nó cao á, rồi đầu nó chảy vào bển đó, rồi đầu cá bển nó đi qua. Đồ má giận. Đó đó, lú lùi lên. Sao đâu để dưới. Giật không đâu, cộng dây chiếc mũi nó còn giật té. Từng thứ cái. Giật hả? Nó bự luôn. Rồi luôn hay sao luôn. Cộng dây nó giật nó xỉu đó sao hả? Dây nó như xẹt vậy đó. Dây nó ra cái giật chứ khác vậy. Trời ơi, trời tép. Tép nhảy gì cá chê rồi vô đây muốn thua rồi đó chứ. À, nó cũng khôn nha, trong cái màn có cái màn nữa không vô ở nha. Giờ đó. Giờ quá khôn ha. Mưa nó nhỏ dễ bắt. Trời 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 trời. Trời trời, ăn trước nữa. Mấy con này trước thì nó chạy hết hai ba con lượt. Trời trời bự vậy đó. Bà lớn mà chạy rồi. Kìa kìa nữa nè kìa. Hai con thôi. Hai con rồi đó. Còn dưới nữa. Đồ mà nó dồn bỏ mương này rồi. Đó con đó bò đi anh Tư. Con kia nữa kìa. Con kia chạy ra rồi. Nó chạy ra tính dứt lên á. Còn con ở chỗ anh á. Đó nó chỉ đầu gợi nhẹ rồi gợi mạnh nó trao á. Nó trao nó chạy đâu cái chết ngắt chạy nữa. Đưa lên trắng nhấp nó luôn chạy luôn đó. Mò nó trao đó. Cái bướm này nhỏ xíu chạy đầu khỏi. Ở bướm này nhiều quá. Đó. Đó ngay chợt luôn đó. Ồ mà. Cái ngang trời. Cá kìa trời. Bành bành không mà nằm viên nít đi á. Cá nó 400-500g cho lên thôi chứ đâu có dưới. Bự bự đó 400-500 không? Mày quay lên mày đừng có quảng cáo cá nè mày. Cá không chết luôn. Đó nuôi tôm như nuôi cá hả? Cá nó 400-500g không chứ đâu có dưới. Ê! Chúng gì âm nó chết nè. Dính không? Dính chứ dễ không, cá mạnh kia không dính. Vô
vụ này của anh hả? Vụ của anh hả? Vụ này 40-50 bình thường. Nhiều đó không? Anh thấy 7-8 ký cái chục ký rồi đó chứ ít đâu. Má, cái này có cá mà xa quá. Quá im. Nó bị chém cái gì, cái đầu nó bể cái đầu luôn chạy. Nãy giờ được nhiêu cá rồi cả nhà. Xuồng luôn. Nó dọn cũng này rồi đó. Cá đủ mẹ con bành bành đó mà Thiên ơi. Cái chê cá lóc. Cái chê cá lóc còn bành bành. Hả? Ít. Ít à? Nhiều đó. Chục ký không? Hả? Nói chục ký nói gì? Hả? Chắc hết chắc cả 50 ký quá. Đem nhà rồi hả? Đem gì rồi đi vòng qua cái này kìa, nó còn chuột kìa. Mới quận đầu. À, cá bự của anh lóc bên đây hết trơn rồi. Có bự không? Cái chê đồ mẹ một bầy cái gì đó nó cỡ mà. Xuồng không thấy. Cái độ mẹ dân nuôi tôm mà bắt cá gì không á. Đó. Hả? Được, anh đó là anh chủ vuông nha cả nhà. Hai con luôn hả? À? Chờ hơn cặp luôn. Thử đi, anh giận đó. Giận nhiều lắm. Rồi để lên. Để nó đăng cho nó chạy qua kìa. Ủng lóc hết hòn cái lóc. Cái mưa đây còn sót nhiều lắm nè. Mưa bự á. Bự quá, nó rộng vậy. Sót nhiều lắm. Sâu nữa.
con nhỏ không sao nhiều, con bự sao nhiều lắm. Con này mình gà thiệt mới tính. Mới bơm nước cho cạn thiệt. Bơm cạn vậy? Bơm cạn bắt cái gạo. Mai tát cho cạn queo luôn đi. Cạn cái bơm như này nó bơm cái là khô queo. Ồ mấy thùng đem là trồng hành rồi chơi ha. À. Chúng. Đây là nếu mà quạ không chúng, quạ mạnh á. Quạ mạnh nó dễ đó nữa đó. Ù mà nó quạ ở đây nè trời. Mẹ cái gì bự lắm nè. Ù hai ba con luôn. Ở đây nè nó chạy qua. Nó chạy mẹ. Hả? Hai con nữa. Nó bành bành vô. Còn không? Quạ quá mẹ đi. Hai chú. Rồi. Hết hồn.